Đi xong một đó. Xong màu đỏ. Xong cái áo bye bye hả? Đúng rồi, với cái thằng, với cái chỗ này nữa. Bây giờ tới số 2 chưa một cục vậy. Bỏ vô. Số 2 là màu gì? Số 2 thì cũng chưa biết. Bỏ rớt vàng nè. Rớt vàng nè. Ôi hả? Để chưa coi màu trắng. Bây giờ phải tìm cách cột vô coi. Tiếng cũng không cột lại. Bây giờ còn cách là mới lấy màu trắng da dùm con để cắt màu trắng. Và bây giờ chị sẽ làm màu trắng mà, tại màu trắng thì nhiều cho nên chị đổ hơi nhiều nha. Mây chỉnh hoài dùm con nè. Số nhỏ nhất đó nha. Cảm ơn. Mừng.